Ngày 4 tháng Giêng âm lịch, lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa vừa được tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và Nghĩa quân Tây Sơn, mà còn là sự kiện được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh tiềm năng du lịch và quảng bá hình ảnh đặc trưng của địa phương với bạn bè trong và ngoài nước. Dưới sự chỉ huy thiên tài của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, Nghĩa quân Tây Sơn đã đại phá 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, làm nên chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi Đống Đa, vang danh sử sách trong Tết Kỷ Dậu năm 1789. Lễ kỷ niệm chiến thắng này được tỉnh Bình Định tổ chức vào dịp Tết cổ truyền hàng năm là hoạt động hướng về cội nguồn, tôn vinh truyền thống lịch sử của cha ông. Qua đó nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong dịp này, hàng nghìn du khách đã đổ về Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định để tham gia lễ hội, thưởng ngoạn nhiều hoạt động đặc sắc với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chủ đề Hào khí Tây Sơn.